Ê con trai, trời ơi, con trai tôi càng ngày càng đẹp trai nha. Con của mẹ lúc nào chẳng đẹp. Có ai khen mẹ là khéo nuôi dạy con, khéo chăm sóc không? Mẹ có hai thằng con trai mà giống như là Thiên Vân với Thiết Kiều thế nào cũng đẹp. Gì bộ bao vậy? Ăn uống ồn ào cả nhà. Quán khoa học đang ăn thì phải im lặng mà ăn cho hết. Ta đang vui vẻ tự nhiên xuống la âm sùm. Đồ ăn của tôi đâu bà, mà đứng đó vậy? Rồi có liền. Bật cho bạn đi, muốn nói chuyện. Ăn lẹ đi học. Coi chừng nóng nè. Ồn ào. Ngon con. Dạ ngon. Nhưng cái gì vậy? Trời đất ơi, bà nấu cái gì mì gói mà bà nấu không nên thân là vậy? Hả? Bỏ muối sao mà mặn chát vậy? Có mặn không mấy đứa? Đâu có thấy vừa ăn mà bà. Vừa cái gì? Mày biết cái gì? Mẹ con mày bùng chuột với nhau. Trời đất ơi, là trời ra ngoài á thì ăn á thì sợ là mất vệ sinh. Về nhà bị bà đau độc cái vị giác kiểu này, nó hư cái vị giác của tôi luôn. Người ta đang vui vẻ mà tự nhiên ông về ông la sùm. Vừa cái gì? Còn mày nữa. Hả? Mày chỉ có ba thứ thôi à, ăn ngủ chứ xì hơi. Mày là người làm náo loạn cái nhà này là do mày đó. Tôi thấy người rối loạn là ông á. Im đi. Nói gì nói không hà. Cho mày nói. Con lai mẹ. Con thấy mẹ nói đúng, người làm rối loạn là ba. Trời ơi, ông nói sao mà muốn điếc lỗ tai ướt gì á. Ông câm cái họng ông khỏi nói ra cho khỏe đi. Câm à, bà muốn có tôi câm phải không? Và không được ăn uống trong giờ làm việc. Thôi được rồi, để tôi ra tôi lấy cái món quà trả cho con. Quý anh hả? Anh mới tới hả? Nè, tôi là phải trả lại cho bệnh nhân tôi. Nguyên tắc của phòng khám tôi là vậy. Mời chị. Trời ơi, phòng khám. Ủa, tới đây chị đi. Nè, hồi nãy giờ cô ở đâu? Dạ, con đưa bệnh nhân qua phòng khám của chị Hoàng Anh chú. Đúng, giờ làm việc là làm việc, không được làm cái việc khác cho nên nguyên tắc của phòng khám này là vậy. Nè, gửi trả lại bánh cho bệnh nhân đi. Hồi nãy chị gửi em. Thôi cô nhận đi cho tôi vui. Dạ thôi em không dám nhận đâu. Cứ gỡ nhận đi, ở đây nguyên tắc là như thế. Cô cứ nhận lại, đưa cho người ta. Mày làm cái gì vậy? Thôi đây là tấm lòng của em. Bác sĩ không ăn thì coi như gửi cho các cô y tá ăn dự giờ. Không không, không có y tá nào đây cả. Nguyên tắc là không được nhận quà cáp bệnh nhân và không được ăn trong giờ làm việc. Cô nhận lên, mày làm cái gì? Cô này, mày. Ôi trời ơi, sao kỳ vậy? Sau khi tôi mua là đang đầy đủ hết trơn mà sao giờ toàn giỏ không vậy? Mày, cái miệng mày còn chui chui hả? Trời đất, bánh người ta. Mày cũng ăn. Bố mẹ. Hả? Mày nêm quá tay sao mặn quá vậy? Mặn hả? Dạ. Cay nữa mẹ ơi, bữa nay cay tê đầu lưỡi luôn á. Cay nữa hả? Cay mẹ, cay quá. Đúng rồi nội ơi, ba con mà nói cay là cay siêu cấp vô địch luôn á nội. Không lẽ mẹ làm lố tai dữ vậy ta? Trời ơi, ổng xuống ăn mà cay mặn kiểu này chắc ổng lèm bèm suốt luôn á. Quá phân ba. Cài nữa phải không? Bình thường quýnh con mỗi lần quýnh là chửi dữ lắm. Bây giờ quýnh không chửi. Vậy không á? Nó cũng nói lạ nữa. Kỳ vậy ta? Ba có bệnh hoạn gì không vậy? Mà con có thấy lạ không? Ăn cay ăn mặn ổng cũng không phản ứng. Đó, bởi vậy mới nguy hiểm. Ăn cay ăn mặn không phản ứng hả? Hả? Gì mà? Có khi nào là trái giấm? Giấm gì? Như thế chết được là uống. Đêm rồi uống nước. Ngon. Chị đi xuống đi, mở tủ lạnh uống. Kỳ quá vậy ta, mày nhớ là tối mày để cái chai giấm ở trên bàn. Mà sao sáng nay dưới đây nước không vậy nè? Đúng rồi. Chai giấm để trên bàn, ba con tưởng là nước. Uống vô, cho nên mới bị vậy đó. Nhưng mà thí dụ như mà bị vậy mất vị giác đi thì cũng còn khứu giác với thính giác. Còn này là ba không chửi con luôn. Là sao ta? Vậy là con nghĩ là không phải là mất vị giác không đâu, mà là
tắt tiếng luôn rồi. Từ nay con không nghe ba chửi nữa. Không lẽ mấy chục năm á mà mẹ cầu nguyện bây giờ lần này mới là linh nghiệm sao? Đi đâu mất tiêu luôn rồi. Vậy đi, ba đi đâu mất tiêu. Mặt thấy thương quá, nói không được. Sự im lặng đáng sợ. Tự nhiên nhà phải nói chứ. Đau bụng quá. Làm sao đây trời, mình còn có việc quan trọng mà sao lại bị đúng hôm nay chứ trời ơi là trời. Ba. Hôm nay con thấy ba không được khỏe á, cho nên ba khỏi tới phòng khám nha. Ba cứ ở nhà nghỉ ngơi, ok? Cái thói ok của nó đôi lúc cũng được việc ghê đấy chứ, đỡ mất công giải thích. Nhưng mà làm sao đây, còn việc quan trọng hôm nay nữa. Trời ơi. Ông bị gì vậy? Cái nào vậy phải làm? Các em ơi. Bỏ hả? Các em trật tự, cô có một tin muốn thông báo cho các em biết. Tin gì vậy cô? Tiết sau rồi nghỉ học hả cô? Trật tự đi. Các em à, các em đã lớn rồi, cứ hở chút là cứ suy nghĩ về cái chuyện là được nghỉ học vui mừng vậy là sao? Không có tốt đâu, hiểu không? Thay vào đó, các em hãy nghĩ về tương lai của chúng ta, về tương lai của các em. Sau này các em sẽ học gì và làm gì? Chính vì điều đó mà cô phối hợp cùng với nhà trường đã quyết định mời về đây một vị lão thành có rất là nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, cũng như là biết trị bệnh cứu người và rất giỏi về đông y. Ê, hình như là ông nội ông đó nha. Cũng có đâu, ông tào lao quá. Coi kìa, coi kìa, coi kìa. Nhìn thái độ của tụi em kìa. Cô chả thấy tụi em có thái độ gì hết. Vì vậy điều đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là các em đã biết được người đó là ai rồi đúng không? Chiều nay sau cái buổi học cuối cùng, chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện thân mật cùng với bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Nghĩa, ông nội của mình nha mọi người. Kỳ này là ông nổi tiếng luôn rồi, ông nội tới trường luôn. Ê tôi nói cho ông nghe, không phải một mình Yumi theo ông đâu, mà nguyên đám gái trường này theo ông hết. Có đâu, tào lao quá. Ồ, coi mặt thấy ghét không kìa. Ôi trời ơi, buổi nói chuyện quan trọng của tôi chuẩn bị cả tuần nay rồi. Ủa này bà đây hả? Trời ơi, con tưởng đâu đứa con nít học đánh dần chứ. Ăn quá trời đây, toàn mấy món bà thích không? Cho con mình cùng ăn nhé. Ba không ăn. Bánh rất là nhiều tinh bột, giúp mình tăng cân. Con cảm ơn ba cho con ăn đúng không? Ba mới chỉ con nè. Ba cho con ăn đúng không ba? Không nói là đồng ý. Này. Ôi xúc xích. Món này là món khoái khẩu của con đây. Ăn chung với con nha. Hả ba? Ồ, ba không ăn. Con ăn hết luôn nha. Ôi trời ơi, khoai lang nữa nè. Nhuận tràng. Con ăn nha.
hay là ba ăn hết đi nè. Ba nói gì đi ba. Vậy con ăn hết luôn à. Quên, còn cái này nữa mới dữ nè. Cái này mới hay nè. Một người bạn thân đã tặng ba chai rượu ở Pháp. Con me lâu lắm rồi. Con với ba uống. Ba uống không? Ba không uống luôn hả? Thì con uống hết nha. Con cảm ơn ba. Sao? Ba nói gì? Trời ơi, tôi không ngờ ba tôi thương tôi tới vậy luôn á. Thơm quá trời đó. Cảm ơn ba. Cái này đem lên phòng ăn. Trời ơi, nó đã gì đâu quá. Đó, bây giờ cái mạch điện gồm điện trở R và cho dòng điện xoay chiều á thì Minh. Này. Ê. Này, tôi hỏi ông là ông nội ông tới trường mà ông không biết thật hả? Hỏi thật đó. Nè, tụi bay chơi tiếp đi. Tôi nói thiệt mà, ông nội không có nói gì về vụ đó luôn á. Sao kỳ ta, với tính cách của ông, nếu mà gặp chuyện này ông phải nói tất cả mọi người biết chứ. Hay là ông muốn để tới phút chót xong rồi gây bất ngờ ta? Hèn chi, sáng nay tự nhiên ông nội dễ bất ngờ không? Bình thường á là hỏi cái gì la, hôm nay ai cũng mắc lỗi mà không la gì luôn. Ê Minh, ghê nha. Không ngờ ông nội bạn là bác sĩ đông y nổi tiếng luôn á. Ê Minh, bà ngoại của mình bị viêm khớp á. Hôm nào Minh đưa địa chỉ của ông bạn xong rồi mình dẫn bà mình đến khám được không? Viêm khớp hả? Qua cứ nói là bạn của Minh nha. Ông nội tôi vẫn tính tiền bình thường à. Hay quá, hứa rồi đó nha. Làm ăn mà. Bye. Wow, bất công quá ông ơi. Tại sao người được mời đến trường là ông bạn không phải là ông mình chứ? Mình cũng muốn được ngưỡng mộ mà. Trời ơi, đã quá vậy cô. Cô làm tới mức đó mà ông làm thinh, ông nói gì hả? Như vậy mình phải quậy tới mới luôn hả? Mà chịu không nổi luôn á. Nói nghe nè, phần con đã xong, bây giờ tới phim phần mẹ. Ủa, mẹ có kế hoạch gì vậy? Ông ơi, ông à. Ủa, kêu mà không thấy ông trả lời, thử ông ngủ rồi, nhà thức hả? Nói nghe nè, chút nữa tivi á, nó coi dở cái lương hay lắm á. À, mình cho em mời mấy người bạn qua đây coi nha mình. Sao? Muốn gì thì phải nói, người ta mới biết chứ. Im lặng là đồng ý rồi đúng không? Chị là đồng ý rồi phải không? Chú ba tôi mời mấy bà bạn chú ba coi nha. Biết sao không? Coi cả lương càng đông càng vui ông ha. Không, cô à, sao ông nội bà Minh tới lâu quá vậy cô? Ê, sao tới lâu quá vậy ông? Tôi cũng không biết nữa, bây giờ trễ mấy phút rồi đó mà ông nội chưa tới nữa. Bình thường mấy dịp này là ông nội đi sớm không ạ? Vậy chắc là do kẹt xe đó. Thôi ngồi chờ thêm chút nữa ông nội ông tới đó. À, các em ơi, đợi cô một chút, cô ra ngoài cô gọi điện thoại cái nha. Dạ. Dạ, cô giáo sao thông cảm nha. Tại vì ông nhà tôi á, ổng bệnh bất tử. Tôi đâu biết để mà tôi báo cho cô. Dạ. Dạ. Tôi mới báo cô giáo là ông bệnh. Ủa, ai gọi nó vậy? Cái gì vậy? Chú ơi. Ừ? Chú ơi chú. Không nghe gì hết á. Nói là sự đàng hoàng đi, nói chổng không chú không thích.
con là y tá Dung. Hôm nay con gọi để xin phép chú cho phép con mua thêm chậu bông nữa, y chang như cái chậu bông lần trước, để con để ngay lễ tân cho nó cân bằng đó chú. Mà sao chị? Đâu có sao, muốn bên quả không có gì trơn á. Muốn gì thì nói, không nói làm sao ta biết. Nè, cứ ăn đi, ăn khỏi coi, coi thoải mái nè, ăn đi, ăn đi. Có ông chồng tâm lý vậy á, đã thiệt chứ. Đó, sao vậy? Đó. À sao? Tắt hả? Tắt cái mở ra. Muốn gì nói ha? Làm thế nó mới biết gì hết á. Trời ơi, con nhận á, bây giờ tôi không biết nha. Sao? Anh nghĩ vui tánh ghê nha. Bà Năm là sướng nhất. Vậy hả? Ăn đi, ăn vừa coi miếng đã. Hay quá. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Các em ơi, cuối cùng thì vị khách mời chúng ta chờ đợi cũng đã tới rồi. Nào, hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón ông nha. Dạ, con xin mời chú ạ. Dạ. Hả? Con xin giới thiệu với các em, đây là ông Khoa, là ông nội của bạn Long lớp mình đó. Cũng có nhiều kinh nghiệm cũng như là kiến thức để truyền đạt cho các em, cũng như là trao dồi cho các em thêm kinh nghiệm trong cuộc sống đó. Nào, cùng đón chào ông Khoa nào. Trời ơi, ông nội ơi, sao hẹn mà không tới vậy trời.